Diễn tập chiến đấu phòng thủ là một trong các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng quan trọng các xã phường phải hoàn thành hàng năm. Riêng năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh nên dù đã có kế hoạch từ trước, song từ đầu tháng 10 này thì các địa phương mới có thể diễn tập. Và đến nay, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường xã. Phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê diễn tập chiến đấu phòng thủ với đề mục chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Diễn tập qua 3 giai đoạn, 2 vấn đề huấn luyện. Trong đó, giai đoạn 1 chiếm 2/3 thời gian tập với nội dung vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao và toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và trạng thái thời chiến. Đây là một nội dung mới mà trước đây chúng ta chưa được thực hiện. Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là diễn biến tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch thì chúng tôi đưa cái nội dung này vào là hết sức cần thiết để cho địa phương nắm được nhiệm vụ cũng như là các cái bước tiến hành để tổ chức thực hiện ổn định tình hình chính trị của địa phương khi có tình huống xảy ra. Cái kịch bản của ban chỉ huy quân sự đưa xuống thì nó sát và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Những vấn đề cốt lõi như hiện nay liên quan cái vấn đề là môi trường, liên quan cái vấn đề là người dân đòi những cái quyền lợi về đất đai. Và đặc biệt là cái tình hình dịch Covid hiện nay cũng đã đưa ra những tình huống xử lý tình huống A2 sát với tình hình thực tế hiện nay. Các năm trước, diễn tập chiến đấu phòng thủ có nội dung quan trọng là di chuyển ra khu căn cứ chiến đấu. Song năm nay, do tình hình dịch bệnh nên khung tập các xã phường chỉ nghe thuyết minh và không tập nội dung này. Thay vào đó, ban chỉ đạo, đạo diễn hướng dẫn tập kỹ lưỡng vào phần vận hành cơ chế giai đoạn 1 nhằm giúp cấp ủy chính quyền địa phương nắm rõ vai trò, trách nhiệm bản thân khi có tình huống xảy ra, đồng thời làm tốt công tác tham mưu và triển khai biện pháp, chủ trương phù hợp trong chuyển trạng thái. Quá trình tổ chức, diễn tập và các ông chí đã có cái nhập vai rất là thực tế, sát với tình hình địa bàn, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ kép trong cái điều kiện diễn tập có đại dịch Covid-19. Đến nay, 14 trên 17 phường đã hoàn thành chỉ tiêu diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Quá trình diễn tập, hầu hết khung tập nhập vai, không khí khẩn trương với sự vận hành theo cơ chế cấp ủy đảng, lãnh đạo, chính quyền điều hành. Ban chỉ huy quân sự chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực để giữ vững địa bàn khi có tình huống.